Từ ngày 12 tháng 2 năm 2015, giải bóng đá thiếu niên nhi đồng huyện Đông Triều Cúp Hà Lan lần thứ 3 năm 2015 đã chính thức diễn ra. Cũng như mọi năm, giải do Phòng Văn hóa Thông tin, Phòng Giáo dục Đào tạo, Huyện đoàn Thanh niên và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hà Lan cùng phối hợp tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho các em học sinh lứa tuổi thiếu niên nhi đồng trong cả huyện. Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng năm nay được sự quan tâm phối hợp tổ chức của ba ngành là Phòng Văn hóa Thông tin, Phòng Giáo dục Đào tạo, Huyện đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Cứ thành thông lệ hàng năm thì giữa Phòng Văn hóa Thông tin và Phòng Giáo dục Đào tạo, Đoàn Thanh niên và Công ty Trách nhiệm Hà Lan năm nay năm thứ ba là phối hợp tổ chức cái giải bóng đá thiếu niên nhi đồng tranh cúp Hà Lan. Năm nay thì cái được lớn nhất là cái tạo cái sân chơi bổ ích cho các cháu trong công tác giáo dục thể chất nhằm đánh giá cái chất lượng giáo dục thể chất cho các học sinh, và đồng thời đó là phát hiện và tìm kiếm tài năng cho bóng đá tỉnh nhà cũng như huyện nhà. Qua đây cũng như để đào tạo rèn cho các cháu một cái sân chơi và giao lưu học hỏi, tạo cái tình đoàn kết trong phấn đấu học tập để mình hoàn thiện hơn về hướng tới đức trí thể mỹ. Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng huyện Đông Triều năm nay có sự tham gia của 50 đội bóng đến từ 50 trường trung học cơ sở và tiểu học trên địa bàn toàn huyện. Trong đó có 23 đội bóng thiếu niên và 27 đội bóng nhi đồng. Để chọn ra các đội xuất sắc tại các cụm tiến tới vòng chung kết, ban tổ chức đã bố trí thi đấu tại 4 cụm. Điều này đã tạo thuận lợi để các trường bố trí thời gian, lực lượng cũng như huy động cổ động viên, cổ vũ cho các cầu thủ nhí thi đấu. Sau 15 ngày thi đấu sôi nổi với sự cổ vũ nhiệt tình của rất đông các cổ động viên, 16 đội nhất nhì các bảng ở cả hai nội dung thiếu niên và nhi đồng tham gia thi đấu vòng chung kết. Vòng chung kết giải bóng đá thiếu niên nhi đồng huyện Đông Triều Cúp Hà Lan lần thứ 3 năm 2015 diễn ra từ ngày 27 tháng 2. 16 đội bóng ở cả hai nội dung thiếu niên và nhi đồng cùng tranh tài qua hai bảng để chọn ra các đội nhất nhì tới trận chung kết. Một điểm đặc biệt là năm nay đã là năm thứ 3 công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Lan là đơn vị tài trợ cho giải. Ngoài cơ sở vật chất là điều kiện sân bãi, trang trí khánh tiết, công ty Hà Lan còn tài trợ toàn bộ các giải thưởng. Đây được coi là yếu tố quan trọng dẫn tới sự thành công của giải bóng đá thiếu niên nhi đồng huyện Đông Triều trong những năm qua. Công ty Hà Lan rất vinh dự năm thứ 3 liên tiếp được tài trợ và đồng tổ chức cái giải cho các cháu thiếu niên và nhi đồng. Qua 3 năm thì tôi thấy các cháu đã tiến bộ lên rất nhiều về phong trào, về khả năng chơi bộ môn bóng đá. Với tôi thì rất là mong muốn những năm tiếp theo nữa cùng đồng hành, cùng tài trợ cho các cháu để mong muốn cho các cháu từ nhỏ, từ trẻ thơ đã tạo một cái sân chơi lành mạnh bổ ích cho các cháu. Các trận chung kết diễn ra trong không khí sôi nổi với sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên và các em học sinh, các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh, các khán đài luôn sôi động. Kết quả ở trận chung kết nội dung nhi đồng, đội trường tiểu học thị trấn Đông Triều đã xuất sắc vượt qua đội trường tiểu học Nguyễn Huệ với tỷ số 2-1 và giành vị trí thứ nhất. Đội trường trung học cơ sở Mạo Khê 2 thắng đội trung học cơ sở Bình Dương với tỷ số 4-3 sau loạt đá luân lưu và giành vị trí quán quân. Trước đó hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1. Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng huyện Đông Triều đã được tổ chức hàng năm để tạo sân chơi lành mạnh bổ ích, giúp các em có điều kiện luyện tập, nâng cao thể chất, giao lưu học tập với các bạn cùng trang lứa, đồng thời qua đây đào tạo những vận động viên tiềm năng cho thể thao huyện nhà cũng như của tỉnh trong thời gian tương lai.